test lại mẫu Pioneer 6800 mắc đôi cho khách đến lấy. Hình thức đẹp và bãi zin, hình thức rất đẹp luôn, cửa hàng cũng đang bán giá thanh lý, giá giao lưu. Tôn nhạc thì đến mức on, lao lướt thì muốn nặng bát và nặng chép thì gạt xuống. Nhưng khi bật lao lướt thì không nên vặn volume quá to, hoặc khi vặn volume to thì không nên vặn nhiều bát, bởi vì khi đó nó sẽ hút công suất nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của âm ly. Vế loa bên trái, giữa, vế bên phải đang chạy đường tín hiệu AUX này, cái này để giữa này. Ngoài ra còn đường vào tiêm 1, tiêm 2, nó cũng là đường vào tín hiệu âm thanh. Phono thì không cắm nhé. Bát chép này, cái này để on này. Hai cái này, cái này không cần. Cái này để off và on được, nếu mà thích nghe nặng bát. Cửa hàng vẫn còn vài con loại này nữa, anh em có nhu cầu, cửa hàng vẫn bán giá thanh lý, giá giao lưu cho anh em. Không biết là bán con này được 200 hay không. Đợt này cửa hàng sẽ để những giá rất tốt cho anh em. Đang cắm AUX, đường cầu trên. Hàng bãi zin đẹp, nội thất